Và một cái mẫu tin khác về pháp lý thì thưa quý khán thính giả, trong một vài chương trình gần đây, anh em của chúng tôi có nói về cái luật mà chống phá thai một cách gắt gao của Texas. Mình đã nói về khía cạnh cuộc đời như thế nào, mình đã nói khía cạnh pháp lý như thế nào rồi. Thì ngày hôm qua, thưa quý khán thính giả, là cái Bộ Tư pháp của liên bang, có nghĩa là dưới cái quyền của ông Merrick Garland đó, thì họ đã vào cái đơn họ kiện cái luật của Texas rồi. Cái đơn kiện đó, thưa quý khán thính giả, là một mặt thì bên Texas họ nói rằng là họ sẽ trả lời, họ chống đối gì đó, nhưng mà nếu mà mình phân tích về pháp lý để chúng ta cùng hiểu đó, thì thêm một lần nữa là cái Bộ Tư pháp dưới cái thời của Tổng thống Biden, dưới cái sự chỉ huy của Merrick Garland, họ có một cái solid legal ground, một cái nền tảng pháp lý rất là vững chắc trong cái vụ kiện này. Thì ông Merrick Garland ngày hôm qua đó, ông nói rằng là cái luật của Texas rõ ràng là vi phạm hiến pháp, vi phạm cái ngôn ngữ của cái bản hiến pháp rồi, mà vi phạm qua cái tiền lệ, những cái tiền lệ của chính tối cao pháp viện đó. Vì ông đưa ra cái case mà lúc đó đó là cái cơ quan y tế mà gọi là Planned Parenthood đó, họ kiện chính phủ lúc đó, là cái quý khán thính giả nhớ là trong cái case mà Planned Parenthood đó, là một số cái cơ sở gọi là của các tiểu bang mà cũng ra những cái lệnh mà làm khó cho những cái người phụ nữ mà đi tìm cái biện pháp phá thai đó. Thì trong cái case mà Planned Parenthood nói rất là rõ là khi mà những cái người contractor mà họ làm việc mà họ bị ngăn chặn đó, thì thưa quý khán thính giả, mình ngăn chặn những cái người contractor làm việc có nghĩa là mình ngăn chặn chặn cái quyền hiến định của người phụ nữ, là họ không có access, họ không có đi tới được mấy cái clinic nữa. Thì cái thứ nhất, mình đã có Roe v. Wade, mình đã có cái case mà Planned Parenthood rồi. Thì bây giờ đó, ông Merrick Garland, ông nói rằng là cái việc mà bây giờ Texas mà ra cái luật bây giờ, thì thưa quý khán thính giả, những cái người phụ nữ ở Texas họ mất cái quyền, tức là cái hiến pháp cho họ là trong những cái bối cảnh mà cần thiết họ được quyền phá thai, họ đừng có được quyền quyết định trên cái thân thể của họ, mà nhất là cái quyết định của họ đó là khi mà cái bào thai nó chưa có viable, tức là cái bào thai mà nó chưa có cái sự sống đó, thì không có cái gì mà là không có cái gì mà đi ngược lại hiến pháp và đi ngược lại cái case mà Planned Parenthood hết. Thế mà bây giờ cái luật của Greg Abbott đó, nó đi ngược lại những cái tiền lệ đó và đi ngược lại những cái bản hiến pháp. Cho nên bây giờ đó, cái Bộ Tư pháp của Mỹ đó nói rằng là nếu mà cái luật của Texas mà được gọi là lộng hành đó, thì các tiểu bang khác họ sẽ ra luật tương tự như vậy, và khi họ ra luật tương tự như vậy là coi như cái quyền hiến định của người phụ nữ bị tước đi, và cái đó là vi phạm hiến pháp. Và nếu mà mình cứ tiếp tục mình dung túng cho những cái loại luật như thế này đó, thì bên cạnh cái quyền phá thai sẽ có những cái quyền khác nữa của người dân, mà một ông thống đốc tiểu bang ông chỉ cần ra một cái luật đó là ông tước cái quyền đó đi, đi ngược lại hiến pháp mà không ai tranh cãi cả. Thì đó là cái lý luận của ông Merrick Garland. Sau khi mà cái đơn kiện này vào trong tòa, đi vào trong cái tòa ở bên Texas, tòa ở phía tây của Texas, tòa liên bang,
thì chính ông thẩm phán Breyer ở trên tối cao Pháp viện đó, ông này là ông cấp tiến mà, ông đứng bên, chúng ta nhớ là ông John Roberts cùng với lại ba người cấp tiến chống lại cái luật của Texas. Thì ông Breyer ông nói rằng là cái quyết định của tối cao Pháp viện mà không có block, không có chặn cái luật Texas đó, là nó very very wrong, sai mà sai trầm trọng đó. Thì bây giờ mình phân tích thử cái khía cạnh pháp lý xem là thực sự là cái đơn kiện của ông Merrick Garland đó có mạnh hay không. Cái đầu tiên, nếu mà quý khán thính giả theo dõi anh em chúng tôi sẽ thấy rằng là mỗi một lần chúng tôi phân tích về một cái hồ sơ kiện đó, cái yếu tố đầu tiên vẫn là cái yếu tố là standing, có nghĩa là mình có tư cách kiện hay không. Chẳng hạn tôi đứng bên lề đường, tôi nhìn thấy một người vượt đèn đỏ, rồi tôi ghi cái bảng số xe, rồi tôi kiện cái ông đó, tôi lấy tiền đó, thì tôi, vì tôi không có bị thiệt hại gì hết mà, tôi không có cái tư cách để kiện. Vậy thì người ta nói có thể là Texas sẽ nói rằng là cái bộ tư pháp của ông Merrick Garland hay là cái chính quyền liên bang đó không có thiệt hại gì ở trong cái luật của Texas đó, thì họ không có tư cách kiện. Thì những nhà luật gia, nhất là dựa theo cái đơn kiện của bộ tư pháp đó, thì họ nói rằng là cái đơn kiện rất là sáng tạo ở cái chỗ là họ khẳng định là yes, họ có standing. Tại sao vậy? Là tại vì đầu tiên cái luật của Texas vi phạm cái quyền hiến định của người dân, giống như là tôi chia sẻ mới chia chia sẻ hồi nãy đó. Thì bây giờ cái quyền hiến định mà bị chà đạp, trong khi cái bộ tư pháp là cái cơ quan mà bảo vệ cái bản hiến pháp, bảo vệ cái quyền hiến định, vậy thì bộ tư pháp có bị thiệt hại hay không? Cái câu trả lời là yes, là bởi vì đó chính là nhiệm vụ của bộ tư pháp. Một lý do để cho thấy rằng là bộ tư pháp của Mỹ có cái standing. Một cái điểm thứ hai nữa là bộ tư pháp có bị thiệt hại hay không? Yes, chính quyền liên bang qua cái sự đại diện của bộ tư pháp có bị thiệt hại nhiều lắm, là tại vì những cái người contractor, chẳng hạn như là Job Corps nè, hay là cái phòng định cư cho những người tị nạn nè, hay là những cái phòng mà gọi là cai quản tù nhân liên bang nè, thưa quý khán thính giả, tất cả những người contractor, tất cả những cái cơ quan đó đó, họ làm việc, họ có cái contract với chính quyền liên bang, và tất cả mọi cái contract đó đều buộc họ là phải đảm bảo là, chẳng hạn một người ở tù chẳng hạn đi, mà người ta bị hãm hiếp rồi người ta có bầu, thì phải đảm bảo cái người cái chuyện là cái người ở tù đó họ cũng có cái quyền phá thai. Như vậy đó, thì thưa quý khán thính giả, bây giờ giả sử một cái nhà tù liên bang nằm ở bên Texas, và đồng thời một cái nghĩa là có một cái người phụ nữ cần phá thai, mà bây giờ người ta không cho phá thai, rồi những cái cơ quan mà làm việc với chính quyền liên bang đó, họ mà họ giúp phá thai đó, thì họ cũng lại bị thiệt hại nữa. Cho nên cái chuyện mà Texas ra luật như vậy nè, nó dám giống như là thọc gậy bánh xe vô cái sự điều hành của chính quyền liên bang như vậy. Cho nên chính quyền liên bang, yes, họ có cái standing, vì cái những cái thiệt hại mà tôi mới vừa trình bày đó, cái đơn kiện là hoàn toàn có giá trị về cái mặt standing, cái tư cách kiện đó. Còn về cái lý thuyết về luật pháp thì bên trong cái đơn kiện này đó, họ dựa trên hai cái nền tảng. Một cái nền tảng thứ nhất là trong cái tu chính án số 14 đó, nó nói rất là rõ là nếu mà khi mà có hai cái luật mà đụng với nhau đó, thì cái luật của liên bang có một cái quyền áp đảo, nó có một cái preemptive power, có nghĩa là luật liên bang mạnh hơn luật tiểu bang. Vậy thì cái luật của Texas ra,
nó đang đụng chạm tới những cái bản hiến pháp, đụng chạm tới luật liên bang, nó đụng chạm tới những điều mà tôi vừa trình bày hồi nãy tới bây giờ đó. Cho nên luật Texas đã vi phạm cái bản hiến pháp và luật liên bang, nó phải không giá trị, nó phải bị block. Một cái điểm thứ hai nữa là cái tính gọi là cái tính miễn tố trong khi mà người ta làm nhiệm vụ liên bang đó. Khi mà một cái luật của một tiểu bang, chúng ta biết mà chính quyền liên bang thì khi họ điều hành nó dính tới 50 tiểu bang, thành ra nó có một cái gọi là intergovernmental đó, tức là cái chính phủ mà nhiều tiểu bang nó liên quan tới công việc của nhiều tiểu bang. Mà bây giờ cái luật của Texas mà ra như vậy đó, thì tất cả những cái gì mà nó liên quan tới những cái hợp đồng, cái contract giữa tiểu bang này tới tiểu bang nọ đều bị đe dọa bởi cái luật đó hết á. Cho nên thưa quý khán thính giả, luật của Texas đang phá phá gọi là phá phá hoại cái sự điều hành của chính quyền liên bang. Tất cả những cái điều như vậy đó, và các luật gia khi mà họ nhìn vào cái đơn kiện như là tôi mới vừa chia sẻ đó, họ nói cái bộ tư pháp họ cũng lại ở trên một cái very solid ground, cái legal ground, cái căn bản pháp lý của họ mạnh lắm. Quý khán thính giả nhớ là trong một chương trình cách đây không lâu, hôm tháng 8, anh em chúng tôi cũng có chia sẻ cái điều đó, là cái tay Greg Abbott ở bên Texas đó, tự nhiên ra một cái luật mà chống di dân đó, chống những cái người di dân đó, nói nếu mà chở những cái người di dân bất hợp pháp mà đi trên đường phố đó, là cảnh sát của Texas có quyền nhào vô bắt những cái người tài xế đó. Thưa quý khán thính giả, người di dân bất hợp pháp nằm ở trong tay của chính quyền liên bang. Nếu mà chính quyền liên bang mà chở những người di dân bất hợp pháp đó từ cái trại giam này qua cái trại từ cái trại trại bắt giữ này qua cái trại bắt giữ nọ, hoặc là đưa họ đi bác sĩ đó, thì Greg Abbott nói là có quyền chặn lại để mà bắt mấy người đó. Quý khán thính giả thấy, và vừa ra cái luật đó thì hôm đầu tháng 8 đó là Merrick Garland đã đưa đơn vô và chặn liền. Và một ông tòa liên bang ở bên Texas, ông cũng đã block cái luật của Greg Abbott rồi. Anh em chúng tôi phân tích pháp lý để mà chúng ta cùng hiểu rằng khi mà đấu đá với nhau đó, cái legal ground, cái nền tảng pháp lý nó vô cùng quan trọng. Và tôi thấy thì cái vụ kiện này từ cái góc nhìn của nhiều luật gia, trong đó tôi cũng đồng ý là chính quyền liên bang họ có một cái legal ground tương đối rất là vững chắc. Mình xem chắc chắn cái vụ này rồi nó cũng lên tòa trên, rồi nó cũng lên tối cao pháp viện. Đó là những cái lúc mà anh em chúng tôi sẽ quay trở lại để chia sẻ với lại quý khán thính giả từ những cái góc nhìn pháp lý. Trong cái tin mà DOJ mà kiện Texas đó, làm tôi nhớ một cái comment rất là vui của một khán thính giả NVR đó. Cái câu góp ý rất là ngắn, nói rằng là loại bỏ những cái kẻ hiếp dâm, tại vì cái đó là cái câu mà Greg Abbott nói đó, là tôi sẽ loại bỏ, eliminate hết những cái kẻ hiếp dâm. Thì cái người khán thính giả này mới nói là ngộ à nha, cái này vui á, là cái người đó chưa hiếp dâm thì làm sao mình biết mà mình loại, còn tới chừng người đó mà đã hiếp dâm rồi đó thì cái chuyện đó nó đã xong rồi thì làm sao mà loại. Thành ra nội cái câu nói đó thôi đó, nghe rất là vui. Quay trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, anh Duyên có nói đến cái câu mà tối cao pháp viện đó anh Duyên. Thì Lê Ngọc nghe là vậy, Lê Ngọc biết rằng là Bộ Tư pháp hiện nay họ đang quyết bảo vệ phụ nữ ở tại tiểu bang Texas trong cái luật mà chống phá thai và bảo vệ cả những cái phòng khám thai ở tại tiểu bang Texas nữa anh. Nhưng mà hiện nay chúng ta biết là ở tối cao pháp viện cái số thẩm phán đó là 6 trên 3, có nghĩa là 6 người bảo thủ mà chỉ có 3 người cấp tiến thôi. Thì anh nghĩ là cái vụ kiện này nó sẽ đi về đâu, mặc dù anh nói rằng là họ có những cái căn bản pháp lý vững chắc. Rồi Lê Ngọc cũng nghe là có thể là sẽ có tiếp nhận một vụ kiện từ tiểu bang Mississippi nữa thưa với anh vào mùa thu này để mà thách thức về cái luật Roe v. Wade.
Lê Ngọc thấy là đôi khi đó anh, mặc dù là chúng ta thấy được có những cái cơ sở căn bản vững chắc về pháp lý, nhưng mà với cái số thẩm phán như vậy thì nó sẽ đưa đến một cái quyết định như thế nào, thưa với anh? Chính vị thẩm phán trên tối cao pháp viện, thưa quý khán thính giả, họ đều là những luật gia, họ đều là những cái người mà nếu mà nói về cái bản hiến pháp thì họ là sư tổ rồi, họ giỏi lắm rồi. Và họ khi mà họ ra một cái phán quyết, đôi khi có những cái phán quyết mà nó không có, nó đi ngược ý của họ mà, nhưng mà họ phải dựa theo luật. Cho nên nếu mà bây giờ cả hai phía mà cùng đưa ra những cái lý luận về pháp lý mà vững chắc, mà từ trường hợp mà nó còn gọi là cái gray area đó, nó không trắng, nó không đen, mà nó còn xám xám đó, thì mấy ông muốn giải thích như thế nào cũng được. Đằng này nếu mà cái nó không có xám nữa, mà cái ánh sáng, cái trắng nó rõ ràng đó, thì nó rất khó cho một ông thẩm phán tối cao mà dám đi ngược lại hiến pháp, dám đi ngược lại cái những cái tiền lệ. Cho nên ngay bây giờ thì mình không biết, nhưng mà nếu mà giả sử mà họ bị chính trị hóa tới cái mức độ mà họ đi ngược lại bản hiến pháp, thì thưa quý khán thính giả, chắc chắn cái nỗ lực của Quốc hội họ sẽ phải sửa luật như thế nào đó, một là để cái cấu trúc của cái tối cao pháp viện đó nó phải thay đổi để mà tránh những cái phán quyết mà nó ngược đời như thế này. Đó là một cái điểm. Thứ hai nữa, chúng ta nên nhớ rằng là khi mà bên phía bên tư pháp mà họ làm cái nhiệm vụ của họ mà họ họ bị chính trị hóa đó, thì mình còn trông cậy vào Quốc hội, tại vì cái cơ quan mà làm luật đó nó nằm ở trong tay Hạ viện và Thượng viện. Ngay bây giờ tất cả những cái điều mà như là voting rights nè, cái quyền mà bầu cử nè, cái quyền phá thai nè, tất cả những cái quyền mà mình đang nói đó, thật sự ra nếu mà mình có một cái quốc hội mà quốc hội đó làm luật, chẳng hạn như bây giờ Thượng viện Hạ viện mà ra một cái luật mà gọi là áp đảo, mà nói rằng là người phụ nữ có quyền phá thai trong những điều kiện như vậy như vậy như vậy đó, thì những cái luật của tiểu bang coi như là không có giá trị, là tại vì nó đi ngược lại luật của liên bang. Cho nên cái chính trị của Mỹ bên cạnh cái tối cao pháp viện như là Lê Ngọc hỏi Duyên, nó cũng còn có cái cơ cấu khác là quốc hội, là thượng viện và hạ viện mà. Cho nên yes, mình mỗi lần mình nghe news á, mình cũng thấy nếu mà nó không có theo cái suy nghĩ của mình cũng có thấy có hơi bực mình. Nhưng mà mời gọi gia đình NVR mình cùng với nhau, cùng một cái nhịp phân tích và cái nhịp hiểu biết đó, mình nâng nhau lên chỉ để với một cái mục đích là quý khán thính giả có một cái niềm tin. Yes, qua những cái ánh sáng và bóng tối cứ tranh chấp qua lại như vậy đó, nhưng mà mình nhiều khi mình nghe đó, mình có những cái khó chịu, những cái bực mình, nhưng mà quý khán thính giả, rồi ra ánh sáng nó sẽ thắng. Cái chuyện đó quý khán thính giả thấy là tất cả những cái quyền của người dân Mỹ cho tới ngày hôm nay, mình cái cộng đồng Việt Nam mình mới tới đây là 40 mấy năm mà mình hưởng được đó, thực sự không phải là tự nhiên nó như vậy đâu, mà ánh sáng và bóng tối nó cứ phải phải tranh đua hoài à. Chính cái sự tranh đua đó, nhờ cái ánh sáng nó thắng, nhờ những người mà da màu, những người da đen họ đã đổ máu và nước mắt của họ, rồi cũng nhờ những cái người lãnh đạo mà sáng suốt như là Franklin Roosevelt, như là Lyndon Johnson, chúng ta mới có ngày hôm nay, chứ không phải là tự nhiên mà mình đi qua đây mà đi mình đi vào nhà thương mà mình được đối xử công bằng với những cái người da trắng, không phải như vậy đâu. Cái sự công bằng mà mình đang hưởng, thưa quý khán thính giả, nó là một cái sự công bằng mà nó trải qua rất là nhiều tranh đấu. Một lần nữa, nó là máu và nó là nước mắt. Và mình đừng có tưởng là tới đây rồi mình ngưng. Không. Cái cuộc tranh đấu giữa ánh sáng và bóng tối sẽ tiếp tục.
có nghĩa là tới chừng thế hệ chúng ta đã qua đi rồi đi nữa đó, những thế hệ kế tiếp mà muốn được hưởng cái tự do, muốn được hưởng cái không khí mà thoáng mở như vậy đó, thì cái cuộc tranh đấu nó sẽ vẫn tiếp tục. Thế ra đừng có lo cái chuyện đó. Nhớ là không, cái ông Benjamin Franklin đó, ông nói một cái câu nó đúng hoài tới bây giờ đó, là mình lập ra một cái republic, một cái nền cộng hòa, nếu mà mình có thể giữ được nó. Cho nên nó cũng y hệt như xây một cái công trình kiến trúc mà từ cái tháp Eiffel, tháp Eiffel đó, và cái cầu Golden Gate chẳng hạn. Xây thì cứ xây, nhưng mà bảo trì thì cứ vẫn phải bảo trì. Anh Dương quay trở lại. Dạ thưa vâng, trước khi mà Lệ Ngọc chuyển qua cái đề tài mà anh Duyên có nói ở ngay những cái giây phút đầu tiên về cái cuộc nói chuyện lần đầu tiên giữa Tổng thống Joe Biden với ông Tập Cận Bình đó, thưa quý vị, sau 7 tháng thì có một cái câu hỏi của một vị khán thính giả là anh Trung Trần nó thưa với lại luật sư Duyên, tại vì Lệ Ngọc thấy là anh này có hỏi là thưa luật sư Duyên, cho tới giờ phút này tại sao Tổng thống Biden không hợp tác với lại Bộ trưởng Bộ Tư pháp Merrick Garland, không đưa tên 45 ra để xử, nếu không thì cái nền dân chủ và bản hiến pháp sẽ bị hắn hủy diệt mất. Tại vì nó liên quan đến bản hiến pháp về cái thể chế dân chủ, cái giá trị của nước Mỹ. Anh thử Lệ Ngọc gửi đến cho anh Duy. Cái đẹp của cái nền tư pháp Mỹ đó là nó nằm ở cái chữ độc lập, có nghĩa là yes, ông tổng thống bổ nhiệm cái ông bộ trưởng tư pháp, và sau đó là để yên, không có ảnh hưởng vào cái quyết định của bộ tư pháp, thì cái đó nó mới đẹp. Và thưa quý khán thính giả, là tôi giả sử một ông bộ trưởng tư pháp mà ông lại làm cho tới khi mà ông tổng thống ông nhìn mà ông theo, và ông nói rằng là hình như là tôi tin ông, tôi giao cái job cho ông mà ông làm bậy tới cái mức độ gọi là không chấp nhận được đó, thì yes, bất kỳ lúc nào một ông tổng thống cũng có quyền tước bỏ cái quyền của cái ông bộ trưởng tư pháp hết á. Nhưng mà cái sự tước quyền đó sẽ, lịch sử sẽ đánh giá là ông tước quyền người ta là vì cái ông bộ trưởng tư pháp đó không làm việc giỏi, không làm việc đàng hoàng, hay là ông tước quyền vì cái lợi ích cá nhân của ông. Cho nên trên cái nguyên tắc đó mình mới thấy nè, cái sai của 45, cái sai của Donald Trump đó là ông bộ trưởng tư pháp phải phục vụ cho Donald Trump này, làm không được thì tôi thay một thằng khác, thằng đó nó là nha trảo. Và khi mà tôi đã bổ nhiệm nó rồi, tôi cũng không để cho nó độc lập nữa. Tôi gọi là tôi áp lực cho nó mỗi ngày. Quân đội cũng là Trump này. Rồi Bộ Tư pháp cũng là Trump này. Cái đó là cái bậy. Vậy thì ngay cho tới giờ phút này, thưa quý khán thính giả, là ông Biden, ông tôn trọng cái nguyên tắc đó. Ông tôn trọng cái nguyên tắc đó là ông nói là để yên và ông không có đụng tới. Chừng nào mà ông Merrick Garland đã, ông làm một cái điều gì đó mà ông Biden nói rằng là không ổn, thì dĩ nhiên ông có quyền ông tước bỏ cái quyền lực, thì mình cũng đã nói rồi. Cho nên quý khán thính giả hỏi tôi là vì sao ông Biden không có nói chuyện với ông Garland hay là làm áp lực với ông Garland, thì chính ông Joe phố bụi, ông không làm cái chuyện đó, cho nên chúng ta mới tin tưởng vào cái hệ thống tư pháp của Hoa Kỳ nhiều hơn. Chứ nếu mà ông Joe phố bụi mà ông làm y hệt như cái thằng 45 thì coi như đó là một cái vết nhơ cho cái nền tư pháp. Thì đó là cái câu trả lời của cho quý khán thính giả. Quý khán thính giả làm cho tôi nghĩ tới liền một cái tin nó cũng tương tự như vậy. Đó là ngày hôm thứ thứ tư, là bên phía bên ông bên bên tổng thống Trump đó, tổng thống Biden đó, ông Joe phố bụi đó, ông nói rằng là ông gửi thư cho 18 vị này đó, là ngồi ở trên cái những cái board of visitors của quân đội. Ông nói là từ chức đi, là tại vì nếu ông mà không từ chức đó thì ông sẽ dùng cái power của ông sa thải. Mình nghe cái tin đó, mình nghe cái tin mình thấy nó nhỏ, nhưng mà thưa quý khán thính giả,
mình đi vào cái chi tiết một chút xíu mình sẽ thấy nó hay lắm. Quý khán thính giả, nói như thế này cho dễ hiểu nè, là mình đi quen ở cái địa phương của mình á, địa phương mình có trường học nè, thì cái trường học của mình cũng có một cái board of education, cái là cái school board đó, tức là trường điều hành, nhưng mà cái board đó là cái người cái là cái cơ quan mà ra cái chính sách, ra cái chỉ thị, làm việc với hiệu trưởng, làm việc với superintendent để mà ra cái chỉ thị, thì đó là cái school board. Thì quân đội Mỹ cũng có những cái board như vậy, mà cái tên của họ là Board of Visitors. Và quý khán thính giả thấy, chẳng hạn về bên hải quân thì họ có một cái Naval Academy, tức là trường võ bị hải quân, thì cái Naval Academy đó họ có một cái board. Rồi cái trường bộ binh đó, mình gọi là military đó, mình có một cái trường võ bị mà mình nổi tiếng là cái trường West Point đó, thì cái trường West Point đó cũng có một cái board. Rồi Air Force, trường võ bị của không quân, cái Academy của Air Force đó, họ cũng có một cái board. Thì trên mỗi một cái board như vậy đó, thì nó có một số vị gọi là những cái members đó, những cái thành viên đó, thì cái board nào cũng vậy đó, ông tổng thống, bất kỳ ông tổng thống nào cũng có được quyền bổ nhiệm 6 vị, rồi ông phó 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 tổng thống đó thì 3 vị, 4 vị, rồi quốc hội cũng 4 vị, 5 vị, đại khái như thế, tức là nó cân bằng mà. Nhưng mà đây mới là cái vấn đề của cái problem của 45 nè. Là quý khán giả nhớ rồi, ngày 3 tháng 11 năm 2020 đó là Donald Trump đã thất cử rồi. Vậy mà sau đó biết rằng là mình sắp sửa ra đi rồi, thì từ giữa tháng 11 cho tới cuối tháng 12 đó, Donald Trump đã bổ nhiệm 18 vị, không không con số không có chính xác đâu, nhưng mà nghĩa là Donald Trump đã bổ nhiệm rất là nhiều cái người, mà gần như là trong số 18 người mà bị ông Biden yêu cầu ngưng chức lần này đó, thì có 16, 17 vị gì đó là do Donald Trump bổ nhiệm. Donald Trump sắp sửa ra đi rồi mà bổ nhiệm những người ngồi ở trên board của ba cái cơ quan, ba cái trường võ bị lớn nhất của Mỹ, quan trọng nhất của Mỹ. Trong đó có những cái nhân vật như là Sean Spicer. Quý khán thính giả nhớ là Sean Spicer là cái tay làm báo chí đó, mà nói láo cho Donald Trump tới mức độ mà về sau này Hy cũng công nhận là Hy rất là nhục khi Hy nói láo. Còn một cái mụ mà nói láo cho Donald Trump mà không biết nhục cho tới giờ phút này luôn đó là Kellyanne Conway. Kellyanne Conway, anh em nếu mà theo dõi anh em chúng tôi biết rồi, vợ đó thì cuồng Trump, còn chồng đó là ông luật sư đó, thì ông luật sư Conway đó, ông gọi là ông chống Trump, gọi là tới tận bến luôn đó. Hai vợ chồng có hai cái lối suy nghĩ khác nhau mà. Thì bây giờ mình trở lại, ba cái board đó là có những, nghĩa là đa số ba cái board đó đó là Donald Trump bổ nhiệm sau khi mình đã thất cử rồi. Và bây giờ thì bên cái nội các của ông Biden gửi văn thư, thì khi mà vừa gửi văn thư yêu cầu là mấy vị từ chức đi, không từ chức thì tôi cũng đuổi anyway, thì Kellyanne Conway và Sean Spicer lên tiếng chỉ trích, nói rằng là làm như vậy là quá nhỏ nhen, là thù hằn này nọ kia. Thì khi bà Jen Psaki là bà đại diện cho bà báo chí của ông Joe của mình đó mà, thì bà Jen Psaki bà nói không, đây không có cái gì là cá nhân hết đó. Một cái người tổng thống họ có cái quyền, họ bổ nhiệm những người mà những người đó là phản ánh cái giá trị và cái philosophy của cái nội các của người ta. Và cái chuyện mà Donald Trump bổ nhiệm mấy người này, rồi sau cái vụ bạo loạn ngày 6 tháng Giêng đó, tất cả những người này im re hết, không có lên tiếng, tại vì cái hành động của Donald Trump là rõ ràng là một cái hành động mà nó đi ngược cái hiến pháp, nó đã chính trị hóa cái quân đội,
Donald Trump chính trị hóa quân đội mà bây giờ mấy người này không lên tiếng rồi bây giờ để mấy người này ngồi ở trên cái board, điều đó là cái giá trị của mấy người này là gì? Mấy người này nghĩ rằng là quân đội, hải quân, không quân và bộ binh đó, quân đội đó đều là thuộc quyền của Donald Trump hết mà bây giờ vẫn để ngồi ở đây đó, nó làm cái chuyện tầm bậy. Cho nên bà Jen Psaki bà nói rằng là cái chuyện mà ông Joe phố bụi mình làm đó là đúng. Ông ở trên solid ground, một cái nền tảng rất là vững chắc về mặt pháp lý. Cái buồn cười đó là Kellyanne Conway nói rằng là ông tổng thống Biden này đó, ông không có làm việc, không có, ông nhỏ nhen lắm, ông không có giống mấy ông tổng thống khác, ông phá lệ chứ, nói là Joe Biden phá lệ, trong khi đó mà Donald Trump đó đuổi ông FBI, đuổi tất cả những cái người mà không có tuân lệnh mình, kể cả đuổi cái ông Jeff Sessions, bộ trưởng bộ tư pháp đó, cũng chỉ vì không theo lệnh mình đó. Cái đó, đó thì Kellyanne Conway đó lại không thấy là nó đi ngược với cái truyền thống của mấy ông tổng thống. Cho nên thưa quý khán thính giả, bây giờ nữa nè, mấy cái tay tửng tửng trong cộng đồng Việt Nam đó mà lên ngồi nói chuyện cũng giống như là quý thính giả mà nhà mình mà nói cũng sẽ nói là ông Joe Biden lại làm bậy nữa. Thì cái câu trả lời của ông Nguyễn Hoàng Duyên là shut the fuck up, shut the fuck up. Quay trở lại với Lê Ngọc.